Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đến với tập số 9. Có lần tập cuối cùng của cuốn cuối cùng Bộ truyện Mao Sơn Quyền Môn Thuật trên kênh Truyền Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Một bộ truyện thưa quý vị rất dài và xin được xin cảm ơn sẽ đón nhận và đồng hành của tất cả quý vị trong một quãng thời gian rất dài vừa qua trong bộ truyện này. À, thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được phép hân ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối quyền kết bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật ở qua phần diễn đọc của Đức Sơn. Nhưng điều quỷ dị là có một đạo lưu quang giống như vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc lồng và được tự do. Một thi chớp lóe lên, đạo lưu quang đó đã lao ra ngoài, không hề bị ảnh hưởng bởi vô sắc phù và trận pháp đạo lưu quang đó bay buồn về hướng mang sơn quỷ vực. Tình huống dị thường này dường như chỉ có tôi và một vài người chú ý mới thấy. Để có đường chiến thắng cuối cùng, Vương Đạo Hoa đã bỏ ra tất cả, cuối cùng cũng hoàn thành đòn tuyệt sát cuối cùng. Từ nay về sau trên thế gian không còn Vương Đạo Hoa, cũng không còn Hoàn Nguyên nữa. Nếu mà đầu Hoàn Nguyên đã thân tử đạo tiêu, sư tôn, Khói mắt của tôi có những giọt nước mắt đang lăn xuống Đồng thời tôi bị năng lượng phản kích đánh văng đi Tôi đầu đớn kêu lên Tôi còn nghe thấy tiếng khóc của Phương Nhu Suốt trong 10 ngày qua Công việc chuẩn bị rất khẩn trương Tôi và Phương Nhu đều không có thời gian ở bên Sư Tôn Và lúc này nhìn thấy Sư Tôn và Hoàn Nguyên đang cùng nhau đồng quy vô tận Làm đồ đệ như chúng tôi đều tàn hát cõi lầm Không chỉ có hai chúng tôi Âm dương chân nhân mãi nhược noãn Nữ tướng như lai Cùng những vị bán bộ phi tiên Đều chịu không được nổi xung kích Tất cả đều bị đánh văng ra ngoài Tiếng sừng gãy nghe như đậu sang Rõ ràng bọn họ đều bị thương rất nặng Thư ngã vận xuống đất tuy cố gắng nén chịu cơn đau Trong miệng thầm niệm chú ngữ Trước khi phát động chiêu thức cuối cùng Sư tôn đất truyền âm dặn dò tôi Phải ghi nhớ câu này Tôi phải luyện tập thành thục những đời này mới được. Tôi niệm đồng chú ngữ với tốc độ cao, thậm chí không bận tâm tiếng hồn thể đang bị thương tổn nghiêm trọng của mình. Một lần nữa tôi lại tách ra một bộ phận linh hồn, bây giờ mới thúc động thành công. Diệm là tòa mã trận khai nhiếp chấn. Một lỗ đen khổng lồ phát nổ dưới không trung, một hư ảnh của tòa tháp lư lửng trong lỗ đen. Để ngày sau đó hình ảnh trong hố đen biến đổi, mười bức tượng diêm quân trong tòa tháp đen lập tức xuất hiện chỉ nhìn thấy những đôi mắt của mười pho tượng diêm quân đang thích phóng ra hồng quang những đạo hồng quang đan vào nhau thành một cái lồng năng lượng cực lớn một lượng hút quỷ gì phát sinh ra cực đế đao cực đạo giáp đã bị nổ tung thành hàng vạn mảnh kim loại nhỏ đạo bạch phù còn tồn tại sau vụ nổ bà lô của nước ma đầu hoàn nguyên và phương đạo hoa đều bị luồng năng lượng hút vào bên trong. Dưới tác dụng của sức mạnh vô địch của Diêm La tỏa ma trận, không ai dám tới gần, đừng nói tới việc thu thập chín lợi phẩm. Các mảnh linh hồn của hoàn nguyên chân nhân và phương đạo hoa bị hút vào trong lồng năng lượng như là đàn ông bay về tổ. Sau đó lại bị những đạo hồng quang từ đôi mắt của 10 phô tượng kéo vào trong đỗ đen. Quang ảnh lóe lên lỗ đen lập tức biến mất và tất cả những thứ này đều bị chấn trong diêm la tỏa ma trận trong tòa thấp đen ở khu vực không xác định của vệ hồn triều trạch xích ẩm tì nhìn thấy cảnh tượng này bấy giờ tôi mới thở vào nhẹ nhõm buồn đào quang điện lóe lên hồn quy nhập thể một nỗi đau đớn kinh điện ập đến giết chết hai kẻ phản tặc duy minh và trương khách thuần tôi hét lên với phương nhu đang lao đến đỡ lấy tôi sẽ tác động kép của bi thương và đau đớn tôi không thể cầm cự được nữa mắt của tôi tối sầm lại sau đó thì ngất đi trong bóng tối có một thứ gì đó phát sáng tôi lờ mờ nhìn thấy một đỉnh núi băng nhô lên trên bầu trời tuyết rơi dày đặc cuồng phong dữ dội trong một môi trường như vậy có một đạo nhân râu dài tóc bạc đứng trên đỉnh núi người đó đang chấp tay phía sau lưng quay lưng về phía của tôi sư tôn sư tôn đừng đi tôi vừa khóc vừa hét lên vươn tay về phía đạo thân ảnh đó nhưng dù tôi có cố gắng như thế nào tôi cũng không thể với được người đó đồ nhi ta cầu nhân đắc nhân có chết cũng không hối tiếc con đường quá bi thương cánh nặng của quỷ môn sẽ giao phó cho con hãy ghi nhớ tổ huấn của bản môn thế thiên hành đạo chạm yêu trừ quỷ con không được làm trái nếu không sư tôn sẽ không bao giờ tha thứ cho con Đồ nhi cẩn tuân pháp dụ của sư tôn Tư quỷ trong băng tuyết Vừa dập đầu quỷ lại vừa khóc như mưa Trong nước mắt mơ hồ Tôi nhìn thấy dưới chân của sư tôn phương đạo hoa Mây ngũ sắc dâng lên Đám mây ngũ sắc mang theo sư tôn bay lên bầu trời Dường như trên trời cao mở ra một cánh cổng bằng đá cẩm thạch trắng Cánh cổng mở xa quang mang chiếu rọi Mang theo sư tôn bay vào bên trong cánh cổng cánh cầm thiên đường đã đóng tài quang mang tiêu tán bóng tối lại ập đến sư tôn thưa hét lên một tiếng sau đó đột ngột mở tròn mắt ra tôi khó nhọc ngồi dậy nước mắt rằn rụa trên khuôn mặt đôi mắt của tôi nhòe đi đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang hét tin phương ca tỉnh lại rồi đó là tiếng hét vui mừng của kim ngọc hoa cánh cửa mật thất được mở ra một đám người đang ùa tới tôi vội lấy áo lau mặt rồi quay mặt lại nhìn có rất nhiều người bước vào nhưng chỉ có ba người phụ nữ được tôi nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên đó là mã nhược loãn nữ tướng như lai và phương nhu thế ba người đều bình an vô sự sự lo lắng luôn đè nặng trong lòng của tôi đã được buông xuống lúc này tôi mới phát hiện ra bản thân của tôi đang được đặt trong mật thất của tôn thành điện trong măng sơn quỷ vực Phương Bồn chủ, người đúng là cát nhân thiên tướng, người đã hôn mê ba tháng rồi, thế giới bên ngoài đã tràn ngập tuyết rơi, người mới tỉnh lại. Nhưng dù nơi như thế nào, đây cũng là một tin tốt, rất đáng để chúc mừng. Một chàng tiếng cười sảng khoái vang lên, âm dương trần nhận dẫn theo toàn đánh ngam và vân hương tiến về phía trước. Trong lòng của tôi chấn động tôi liền vội hỏi, người nói cái gì? Ta đã hôn mê ba tháng, làm sao có thể vậy bên ngoài môn chủ cứ yên tâm liễu Bồ hàng bước tới nghiêm mặt nói hoàn nguyên đã bị tiêu diệt cây đại thụ đại đế đại tông đã bị đổ trong ba tháng vừa qua trên đạo thượng đã phát động một cuộc thanh trừng quy mô lớn đem tất cả các pháp sư sau khi phục tùng đại đế đại tông đã gây ra ác sự đều bị tống xuống địa ngục hiện nay các môn phái đều đã xây dựng lại sơn môn và phát triển rất khởi sắc. Phần lớn các môn phái đều đã rời khỏi mang sơn quỷ vực để trở về sơn môn của mình, nơi đây đã hồi phục lại sự yên bình. Tôi xúc động đang định nói vài câu, bất chợt tôi nhìn thấy trưởng tôn ngạo quân và bà Nghi Ni. Phương Lão Đệ đa tạ người, hoàn nguyên vừa bị chết, bản vương đã được tự do, đại ân của Lão Đệ cao hơn trời, hãy nhận của ta một bái trường tôi ngạo quân rất trình trọng cúi đầu bái tôi một lễ. bằng ni ni cũng cùng một động tác, không dám. toàn thân của tôi vô lực, chỉ có thể giơ tay ra hiệu. ý tứ của tôi không thể thừa nhận được cái máy này. còn các đại quân khác của hoàng lão lính thì sao? tôi nghi ngờ nhìn đằng sau lưng của họ. trong trận chiến đó, bọn họ đều bị xâm la kiếm trận tiêu diệt. Trường Tôn Ngạo Quân và bảng Ni Ni đưa mắt nhìn nhau. Trường Tôn Ngạo Quân bất lực đáp lại. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Không chỉ có mấy vị đại quân bị tiêu diệt, quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lính và hơn một triệu âm binh mượn của địa phủ, tất cả đều bị hủy diệt sau vụ nổ lớn cuối cùng. Chỉ còn lại chưa đến một triệu âm binh của địa phủ. Tại thời điểm quan trọng, đã khai khởi quỷ môn quan chạy thoát xuống địa phủ. Bà Nini bổ sung thêm một câu. Tôi chỉ là giật mình chấn kinh, cũng không kịp an ủi hai người bọn họ. Tôi quay ra nhìn liễu bà bà, bà bằng một ánh mắt dò hỏi. Môn chủ, quân đàn âm binh mang sơn quỷ vực, mất 90%, chỉ còn lại không tới 10 vạn. May mà còn có mấy chục vạn âm binh của dị thế giới bổ sung. Nếu không mang sơn quỷ vực sẽ không thể tiếp tục duy trì. Còn bản môn thì tổn thất không lớn lắm, môn chủ không cần phải lo lắng nếu bà bà lập tức hiểu được ý của tôi bà bà vội vàng báo cáo chi tiết một lượt sau trận chiến này quỷ vực hoàng lão lĩnh hoàn toàn không còn hy vọng chỉ còn lại trường tôn ngạo quân và bà Nini ni hai vị không ngại nếu hai vị ở lại mang sơn để ăn cứ lâu dài đi tôi nhìn hai đại quỷ vương đưa ra một lời đề nghị hai người bọn họ trầm ngâm một hồi lâu sau đó chậm rãi gật đầu phương bồn chủ người đã tỉnh lại chúng ta đã yên tâm đợi tới khi nào môn chủ khôi phục lại khí lực sẽ đưa chúng ta trở về cờ sa hoàng vạm vỡ bước tới nói đây là lẽ đương nhiên rất tiếc là thủy mẫu vương tôi nhìn hải xa xa đứng sau lưng trong lòng của tôi thương cảm mà nói trong đáy mắt của hải xa xa có chút bi thương cờ sa hoàng xuột tay nói sinh tử có mệnh phú quý tại thiên đây là số mệnh của cô ta tôi gật đầu sau đó nhìn ra ninh bạch chân ninh bạch chân cố kìm nước mắt nhẹ giọng nói mặc dù lão môn chủ không còn nữa nhưng tôi vẫn quản lý thật tốt phòng táng môn nói xong những lời này ninh bạch chân đưa mắt nhìn mã nhược noãn nhất định là ninh bạch chân đã biết thân phận của mã nhược noãn là tổ sư khai phái của phòng táng môn về điểm này tôi không tiền hỏi nhiều Môn chủ Trương Khách Thuận và Duy Minh chân Nhân Thấy tình hình bất lợi đã bỏ trốn Hiện vẫn chưa còn rõ tung tích Lão thân nghi ngờ rằng Hai kẻ đại phản đồ này Đã chuyển sang một thế giới khác Nếu vợ bà báo một tin không ngay Ngay đến đây Thì tôi liền câu mày lại Ai không hiểu đạo lý đánh rắn cầm chết Sẽ bị cắn lại Thế nhưng biết làm sao Hai lão hồ đi này quá lợi hại trong lúc hỗn loạn như vậy Bọn họ đã bỏ trốn Làm sao có thể bắt lại nữa đây Thời gian lâu dần rất khó để đảm bảo rằng Bọn chúng sẽ không gây ra hỏa hoạn Nhưng lúc này Việc này có thể chỉ tạm gác lại Ba ngày sau Tôi lợi dụng chút năng lượng cuối cùng Còn xuất lại của vô sắc phủ Trên cơ thể của mình Để mở ra một thông đạo không gian Để các đạo hữu từ dị độ Thế giới khác rời đi Họ ly vương bốn đuôi hải xa xa, cờ xa hoàng và tất cả các đại năng của ngài tộc. Chúng tôi hẹn nhau, sau này có duyên sẽ gặp lại. Hai tộc chỉ còn lại hơn một vạn chiến binh, bọn họ sẽ theo chân những thủ lĩnh trở lại dị độ không gian. Ninh Bạch chân đã từng đi tìm tống đàn tuyết và hư không hòa thượng. Nhưng giống như tôi đã nói, bọn họ đã quen với cuộc sống cả đây, cho nên không trở về cùng Ninh Bạch chân nữa các đạo hữu trong thế giới phong táng môn dần dần biến mất trong thông đạo không gian tôi chân thành hết tin một câu cảm ơn bọn họ sau đó tuyên niệm chúng giải khai pháp lực thông đạo không gian từ từ biến mất sư tôn ngày trước đất truyền âm nói với tôi rằng sư tôn vẫn còn lưu lại một chút năng lượng của vô sắc phù chính là để cho tôi khai mở thông đạo không gian đưa các đồng đạo trở về thế giới của bọn họ Hiện tại tôi đã hoàn thành sự ủy thác của sư tôn Và năng lượng cũng đã cạn kiệt Vua sắc phổ ngay bảo mệnh phổ cũng đều như vậy Tất cả đều rời bỏ tôi mà đi Sẽ không bao giờ còn quay trở lại Một tuần sau tất cả các cao nhân sống trong mang sơn quỷ vực Đều đã rời đi Bọn họ quay trở về với tông môn của mình Mẹ má nhật noãn cũng không dám bảo bên cạnh tôi quá lâu Ai bảo số phận của tôi tà môn đến như vậy Tôi không thể ở với bố mẹ quá lâu. Mẹ má nhược loãn cần phải trở về để chăm sóc cho sở niệm giao. Sở Trần Triều và dì Lưu vẫn còn sống. Xem ra mẹ tôi đã đích thân đe dọa. Nhưng tới khi thực sự hành động, mẹ tôi vẫn niệm tình xưa. Nếu không sở Trần Triều và dì Lưu bị tổn thất thọ nguyên, nghiêm trọng đã chết từ rất lâu rồi. Thỏa lãnh thiền lựa chọn là một tán tu, kết bạn với lại biên châm đi ngao dù sơn thủy vân mạc yên đã trở về mau sơn không còn bị đại đế đại tông ủy hiếp mau sơn đã khôi phục lại nguyên trạng long hồ sơn cũng trở lại bình thường sau khi ngụy kỳ từ biệt tôi cô ta đã trở về long hồ sơn chỉ còn lại mà cốc vẫn còn lưu lại trong mang sơn cô ta cần sự cung cấp năng lượng âm khí trong quỷ vực âm khí để mà nuôi dưỡng đầm dành nhữ trong sơ đại quỷ quan. Và ngày đó dựa vào một đại chiêu cứu mạng nào đó của sơ đại quỷ quan, sau khi thân khu của đầm dành nhữ bị hoàn nguyên phá hủy, âm hồn của đầm dành nhữ đã có sơ đại quỷ quan thu vào để bảo vệ. Mạng sống của tiền cố này đúng là rất lớn. đào hoa trần nhân đã trở thành một sự tồn tại rất được thiên nhân tôn kính. Đó chính là siêu cấp anh hùng đã cứu cả thế giới trong mắt các pháp sư trong các buồn phái khác nhau truyền thuyết liên quan về sư tôn nhất định được đời đời kiếp kiếp lưu truyền và được các thế hệ sau kính ngưỡng những thứ khác tôi không dám nói nhưng sau khi chi tiết về trận chiến mao sơn được truyền bá khắp thiên hạ nhất định sẽ có pháp sư bí mật tôn thờ bài vị trường sinh của sư tôn ngày đêm cúng bái sư tôn lại có thêm vô số tín chúng xem ra nếu sư tôn có linh thiêng nhất định sư tôn sẽ cảm thấy rất được an ủi tổng đàn của quỷ môn được thiết đặt ở trong mang sơn quỷ vực dù sao hai thiết được này cũng đều thuộc quyền quản lý của tôi cho nên không cần phải phân tách quyền cống chế mang sơn quỷ vực nằm trong tay tôi đối với tất cả các thế lực tà ác trên thế giới đều có sự chấn nhiếp ai muốn trở thành hoàn nguyên thứ hai vậy thì phải hỏi tôi xem tôi có đồng ý không đã bàn tay kim loại trở thành tuyệt thế pháp khí chấn nhiếp thiên hạ. Các pháp sư đều biết được rằng chỉ cần tôi nguyện ý, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể điều động 10 bán bộ phi tiên đi trinh phạt mà không sợ bị thiên kiếp khóa định. Nhưng bọn họ đều không biết được là hình thái thứ hai của bàn tay kim loại là cái thiên thủ, thời gian đềm của nó một năm sau mỗi lần sử dụng. Cùng với hai bộ sầm lạ kiếm trần có thể nói trong tương lai của thế giới nguyên thủy sẽ bình yên trong một khoảng thời gian rất lâu. Ngay cả khi đạo hành của âm dương chân nhân đã lên tới cấp bộ bán bộ phi tiên đỉnh phong, hắn ta cũng không dám thách thức với thế lực của tôi. Những kẻ có tâm địa tàn độc như Vân Hương lại không dám tác yêu tác quái. Thời gian trôi đi rất nhanh, ngày đại tuyết đã tới. Đã là giữa mùa đông, gió tuyết lạnh thấu xương, Mỗi ngày tôi đều mong chờ mà cướp có thể sử dụng sư đại quỷ khoan đảo ngược càng sớm càng tốt để xác định vị trí của hương hương và tử quỷ. Nhưng hiển nhiên không thể trong một khoảng thời gian ngắn là có thể làm được. Cho dù tôi có lo lắng thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ có thể nhẫn chịu. Thời tiết bên trong khu vực mang sơn quỷ vực do tôi quản lý cũng giống như thế giới bên ngoài. Hôm nay tuyết rơi dày đặc tôi bước ra khỏi mật thất đi lang thang trong những ngọn núi cao ngất nữ tướng như lai và phương nhu đều đã bế quan tu luyện đã lâu rồi không gặp hai người bọn họ trong lòng tôi rất nhớ hương hương và tử quỷ cảm xúc của tôi lúc này rất hụt hẫng chỉ có đi dạo trên tuyết tôi mới có thể nhẹ lòng được phương ca tâm trạng không tốt sao ở phía xa xa một cô gái mặc áo khoác lồng lên tiếng chào hỏi tôi tôi đưa mắt nhìn cô gái đó bất giác tôi bật cười đây không phải là nữ quân sư liên y ngưng của từ ngày sau cô ta đang ngồi trong gian tiểu đình ngắm tuyết rơi tôi vội chặt vào trong tiểu đình vội sạch những bông tuyết tôi ngồi trên cây đá đối diện với liên y ngưng nhìn khí sắc của liên y ngưng tôi phát hiện ra sắc mặt của liên y ngưng trắng gân bình thường rất nhiều gần như trắng đến mức trong suốt khiến cho tôi cảm thấy xót xa Bất giác tôi thở dài Nếu không có sự sắp đặt tỉ mỉ Của Liên Y Ngưng Mang sân quỷ vực sẽ không có được ngày hôm nay Thật sự mà nói Liên cô nương này Đã giúp tôi rất nhiều Tuy sức lực của Liên Y Ngưng Trói cả không chặt Nhưng bộ não siêu phàm của Liên Y Ngưng Đã giúp tôi giải quyết rất nhiều phiền phức Không thể tiếp tục Làm phiền Liên Y Ngưng nữa đã đến lúc cho cô ấy một cuộc sống vui vẻ Không cần phải lo lắng Nghe đến đây tôi mỉm cười nói Sao vậy? Có phải sống đâu trong măng sân quỷ vực Cho nên không vui phải không? Hay là tôi để cô trở lại dương thế sinh sống Bởi vì nơi đây không thuộc về thế giới của người sống Cô còn phải có một cuộc sống riêng của mình Hạnh phúc còn đang chờ cô ở phía trước Lê Đề ngừng quay đầu nhìn tôi thật sâu Đột nhiên cô thầm bật cười Sau đó nghiêm sắc mặt nói Phương buồn chủ ta không định quay lại dừng thế ta nên xuống âm gian hôm nay ta tới đây là để cáo biệt phương ca cái gì giống như là sắt đánh giữ trời quang để đứng chết lặng ở đó những cảnh tượng tôi cùng với niên y ngưng đặc biệt trải qua trong quá khứ lại hiện lên trước mắt của tôi nó giống như là một cuốn phim quay chậm vậy trong sự kiện quỳ cộp trên du thuyền khi mà quay phim âm hải loạn táng trong quỷ vực sự tồn tại của ngay cha con điên y ngừng với tư cách là bác sĩ quân đội đã gia nhập vào đội cảm tử trong con tàu du lịch âm u đó liên hạch cha của y ngưng đã bị chết dưới bóng vuốt của yêu mà quỷ quái Điền y đi ngừng trở thành một cô nhi khiến cho người ta thương xót nhưng vì mất cha cho nên điền y đi ngừng đã xé bỏ lớp ngụy trang thể hiện một trí tuệ siêu phàm không phù hợp với lứa tuổi Cô ta đã bình tĩnh mưu lược Lầm kế hoạch Cuối cùng chúng tôi đã thoát được khỏi nguy hiểm Ngay từ lúc đó tôi đã vạn phần bội phục trí tuệ siêu việt của Liên Y Ngưng Sau khi theo tôi đến thế giới nguyên thủy Liên Y Ngưng đã thích ứng rất nhanh Những năm sau đó Liên Y Ngưng đã giúp Chu Tĩnh phổ trách quỹ tử thiện Đồng thời đóng vai nữ quân sư Bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề khó khăn Tôi sẽ quay ra nhờ Liên Y Ngưng tư vấn Sở thượng đã chứng minh điều này là rất khôn ngoan về cơ bản tất cả những sự việc mà Linh Y Ngưng phân tích đều có thể thấy được bản chất. Điều này mang lại cho tôi một sinh cơ nhất định trong quá trình chống lại thế lực yêu tà. Theo thời gian tôi càng ngày càng tin tưởng vào Linh Y Ngưng, càng ngày càng phụ thuộc vào Y Ngưng nhiều hơn. Cho đến tận hôm nay, vừa rồi Linh Y Ngưng đã đột nhiên nói ra một câu rất quỷ dị. Cô ta muốn xuống địa vụ Tôi mới mừng tỉnh lại Quả nhiên Liên Y Ngưng không phải là tầm thường Cô ta còn có một bộ mặt khác Một bộ mặt tôi chưa từng thấy qua Nếu không Liên Y Ngưng Đã không nói ra những lời quỷ dị như vậy Nhưng tôi vẫn rất tin tưởng rằng Bộ mặt khác của Liên Y Ngưng Vẫn có thể tin tưởng được Sẽ không làm cho tôi tổn thương Câu hỏi được đặt ra là bộ mặt thứ hai của y ngưng là gì trong lòng của tôi rất băn khoăn. Tiền đình ngừng đã nói rất rõ, cô ta ở chỗ này chờ tôi, cô ta muốn nói lời từ biệt. Nói cách khác hôm nay, Liên đình ngừng dự định phơi bày ra khuôn mặt thứ hai trước mặt của tôi. Nhất thời tôi vô cùng lo lắng, màu miệng của tôi giống như bị đông thành đá rồi. Tôi cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, rồi mềm cười nhìn điên y ngưng rồi nói. Liên muội Ta thực sự không hiểu Liên Bội đang nói gì Có thể nói rõ ràng được không Khói miệng của Liên Y ngưng giật giật Cô ta liếc nhìn tôi đầy ẩn ý Liên Y ngừng đưa tay say say thái dương Cô ta quay đầu nhìn gió tuyết bên ngoài sân tiểu đình rồi nhẹ giọng nói Phương Cường Kể thực thì ngươi sớm đã cảm nhận được rồi Nhưng ngươi đã lựa chọn tin tưởng ta Ngươi cho rằng ta sẽ không làm tổn hại ngươi sau đó ngươi có ý định khám phá bí mật của ta có phải như vậy không lê đình ngừng không hề quay đầu lại giống như cô ta đang nói với gió tuyết bên ngoài gian tiểu đình tôi nuốt một miếng nước rồi nghiêm giọng nói không sai trí não của cô hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của cô não lực yêu nghiệt như toàn lánh nam đã mơ hồ đoán được rằng cô đã thức tỉnh được ký ức của kiếp trước Nói là lão quái cũng không có sai, có não lực tàn như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng cô lại không hề có bất cứ pháp lực nào, chỉ là một người phổ thông bình thường. Vậy náo lực này từ đâu mà có, rất đáng phải nghi ngờ. Thế nhưng chúng ta đã sát cánh chiến đấu bên nhau, hoàn hạn mới thấy được chân tình. Cho nên ta cảm thấy dù cô có bí mật, nhưng cũng không uy hiếp đến ta. Ta vẫn giữ nguyên ý niệm này cho đến tận lúc này. Liên y ngưng cô nương. Cô hãy mau nói ra đi. Để xem trực giác của ta suốt cuộc có đúng hay sai. Nói xong tôi nhìn chầm chầm vào khuôn mặt trong suốt. Trắng sáng như ngọc của Liên y ngưng. Liên y ngưng nhắm mắt lại hơi ngước cầm lên. Đôi lông mi dài trước trước buồn hồi. Bây giờ Liên y ngưng mở mắt ra. Thái độ trở nên rất bình tĩnh. Liên y ngưng không nhìn tôi. Cô ta nhìn ra phong cảnh tuyết rơi bên ngoài gian tiểu đình. Cô ta nhẹ giọng nói. Phương Cường, từ hôm nay tha thứ cho ta, không trực tiếp ngươi là Phương Cả nữa. Cứ quên đi là được rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Cha ta là Linh Hạch trong quỷ cục trên du thuyền. Ta sinh ra ở thế giới phòng táng môn. Người đời biết rõ điều này, nhưng điều mà ngươi không biết được một đứa trẻ sư sinh có thể hiểu được lời nói của đại nhân. Cộng với tuổi tác tăng lên, mức độ não lực của những người thấp bị ta bỏ rất xa. Đây là loại cảm giác gì? Nếu là người thông minh thì sẽ được mọi người yêu mến, nhưng nếu thông minh đến cấp yêu nghiệt, thế bị mọi người sợ hãi và ghét bỏ. Từ khi ta còn nhỏ ta đã biết được đạo lý này, cho nên ta sẽ phải cải trang, cơ sở như những cô gái cùng với chẳng đứa khác sống vô tư cho đến khi ta bước chân vào quỷ cục trên du thuyền. Nói đến đây thì Liên Y Ngưng dừng lại. Sau một hồi lâu thì Liên Y Ngưng mới nói tiếp. Khi cha ta mất, trong đầu của ta như có một rào cản nào đó bị phá vỡ. Lúc đó não lực cường đại ập đến khiến cho ta gần như không thể chịu đựng được. Sau này gặp lại ngươi, ta biết ta không thể trốn tránh được. Nếu không rất có thể ta sẽ chết trong quỷ vực. Thế nên ta đã triển hiện bản ngã, đưa ra những sách lược, cuối cùng may mắn thoát khỏi kiếp nạn, sau đó đi theo ngươi tới thế giới nguyên thủy kỳ lạ này. Tuy nhiên có một điều mà ngươi không thể nghĩ ra, và bản thân ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Khi ta xuất hiện tại thế giới nguyên thủy, trong tâm trí của ta giống như một quả bom hạt nhân phát nổ, tất cả những đoạn ký ức từ trong tiềm thức diên cuồng đổ xa suýt nữa thì ta đã bị lạc vào trong đó rất khó khăn ta mới hồi hồn lại được nhưng ta đã biết được thân phận thực sự của mình Linh Y ngưng ngừng lại không nói tiếp nữa tôi đã hiểu được những lời của cô ta khi Linh Y ngưng đến thế giới nguyên thủy ký ức của Linh Y ngưng đã được khai mở cho nên nói nếu từ đó trở đi thì Nghi Ngưng đã không còn là tiểu yêu nghiệt trong ký ức của tuổi nữ Thì Nghi Ngưng đã dung hợp ký ức của kiếp trước và kiếp này Nó đã trở nên vô cùng phức tạp Tại sao khi đến với thế giới nguyên thủy Cậu mới có thể nhớ lại kiếp trước của mình Nghe có vẻ giống như một bước đã được chủ định từ trước Và thế giới nguyên thủy chính là chất môi giới để dẫn phát Vậy thì câu hỏi được đặt ra Ai đã thiết lập lên một bước này thân phận thực sự của cô là ai những đường gân trên chắn của tôi nổi lên tôi vội vàng truy hỏi một câu lê Điên ngưng quay đầu lại cô ta nhìn tôi thật sâu giờ phút này nhãn thần của lê đi ngưng không còn giống một cô nương trẻ tuổi nữa mà là nhãn thần của một lão nhân đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời vô cùng thâm sâu vô cùng có hiểu, nhưng lại có chút vừa quen thuộc vừa xa lạ Cảm giác quỷ dị này khiến cho tôi rất là không thoải mái. Phương Cường, hiện tại hãy trả lại cho ta bàn tay kim loại. Lê Đi Ngừng đột nhiên mỉm cười nói ra câu này. Tôi đứng dậy đưa mắt trần trừng nhìn Điên Y Ngưng Một miệng từ hạ hấp Cô là sư tốn Thân thể của tôi run lên bẩn bật Một cảm giác rất kỳ lạ tràn ngập trong tâm trí của tôi Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được một màn này lại có thể xuất hiện. Quá trình nhận được nửa bàn tay thứ hai hiện lên trong đầu của tôi. Trước trận chiến màu sơn tôi nhận được nửa bàn tay thứ hai trong mang sơn quỷ vực. Bàn tay kim loại xuất hiện trong trạng thái hoàn chỉnh, cho nên mới có thể kết thúc động cái thiên thủ, giúp cho các cao thủ phía bên chúng tôi có thể sử dụng chiến được bộ phi tiên trong trận chiến quyết định, mà không sợ bị thiên kiếp ủy hiếp trực tiếp quyết định số phận của màn đầu hoàn nguyên nếu không có bàn tay kim loại vậy thì với thực lực tuyệt thế của hoàn nguyên cuối cùng bên chúng tôi có khả năng hoàn toàn bị đánh bại kết cục của tất cả mọi người sẽ chết không có đất chôn tầm quan trọng của bàn tay kim loại đã quyết định tất cả sinh tử của mọi người nhưng mà lúc này liên y ngưng đang nói cái gì đây liên đề ngừng yêu cầu tôi trả lại cho cô ta bàn tay kim loại. Còn gì mà không hiểu được nữa, nửa bàn tay còn lại là do Linh Y Ngưng đã âm thầm đặt ở đó, cố ý đưa đến cho tôi. Mà lý do hôm đó cô ta sinh ra bộ não yêu nghiệt cũng đã rõ ràng, bởi vì cô là một phần hồn của sư tôn sau khi chuyển sinh đầu thai mà thành. Liên Đề Ngưng chậm rãi đứng lên, khóe mắt đồng đầy nước xương, Cô ta nhẹ giọng nói Nếu đúng ra ta không phải sư tôn phương đạo hoa của ngươi Ông ta chỉ là ký ức trong kiếp trước của ta Còn về quan hệ cũng tương tự như ngươi và lầm giành nhữ Ta có chín thành ký ức của phương đạo hoa Nhưng đại là liên y ngưng mới trùng sinh Phương đạo hoa tự biết mình không có cơ hội bạch nhật phi thăng Bởi vì ông ta đã thay đổi vận mệnh của vương chỉ mai ông ta đang vi phạm quy tắc của thiên địa hồn phi phách tán là đích đến của ông ta nhưng ông ta không cam tâm cứ thế mà hồn phiêu phách tán vì vậy khi bố cục tại thế giới phòng táng môn sử dụng bí thuật thời viễn cổ ông ta đã tiến hành tách ra một phần nhỏ âm hồn điều cần giải thích là loại bí thuật phân tách linh hồn này về cơ bản khác với bí thuật phân tách linh hồn mà ngươi đã sử dụng phân tách linh hồn từ viễn cổ đây là sự tồn tại của bí thuật phân tách linh hồn rất kỳ quái mà có thể phát triển và tăng trưởng đây là điểm khác biệt cơ bản nhất so với cách sử dụng âm hồn bản thể để khống chế của ngươi cho nên phân hồn được tách ra không thể tự phát triển và tăng trưởng được cho nên nói loài hồn phân tách này ngay cả trong thời kỳ viễn cổ nó vẫn được quy nằm vào trong những cấm thuật những pháp sư biết được cấm thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay tỷ lệ phân tách linh hồn không lớn sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội từ thiên địa phép tắc khi ông ta biết được trong tương lai tiên y ngưng và đệ tử phương cương sẽ gặp nhau trong quỷ cục trên du thuyền thậm chí ông ta còn biết được rằng tiên y ngưng và liên hạch sẽ phải chết cho nên ông ta đã trộm lòng hoán phượng ném ta vào tử cung của vợ linh hạch âm hồn nguyên bản của liên y ngưng đã bị ông ta mang đi đồng thời an bài một số phận tốt đẹp hơn vì vậy ta đã trở thành liên y ngưng mà lẽ ra phải tồn tại điều khác biệt là ta có được não lực của phương đạo hoa ngay từ khi ta mới sinh ra đã có trong người cho nên khi cha ta liên hạch bị giết trong quỷ cục trên du thuyền từ đó ta đã trợ giúp bản thân và mọi người thoát khỏi quỷ cục trên du thuyền cách thuận lợi. Sau khi ta chính thức xuất hiện ở thế giới nguyên thủy, tương đương với lần kích phát thứ hai, đánh thức thân phận của bản thân, nhìn thấy rất nhiều ký ức thuộc về phương đạo hoa. Ta biết được một nửa bàn tay còn lại đã được chôn giấu ở khu vực trong thế giới nguyên thủy này. Tuy nhiên Liên Y Ngưng đang hùng hồn nói chuyện toàn thân của tuyệt lệnh toát tôi chăm chú nhìn đi yên ngưng trong đầu của tôi nổi lên dông tố lúc này thì tôi đã hiểu được siêu cấp trí não của liên yên ngưng từ đâu mà có tôi bất lực ngồi xuống cái đá tôi ngẩng đầu lên nhìn liên yên ngưng nghiêm giọng rồi nói trong lời phân tích của cô trước đây có rất nhiều câu mang tính chỉ đạo kể thật ngài chỉ là cô đang phối hợp với kế hoạch của sư tôn của ta có phải không ạ? À? toàn thân của linh đi ngưng dùng mình một cái cô ta chầm mặc ngồi xuống sau đó mới chậm rãi gật đầu một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi cho nên nói những thứ mà cô ta suy luận luôn có sơ hở kiểu này kiểu khác lấy sự kiện quỷ quái giết địa ngục xâm phạm dương tế để mà nói cô cũng đã biết đừng chi tiết rồi phải không, chẳng qua là đang tiếp thêm lửa đẩy sự kiện lên mức độ thảm điệt đó sau khi kiềm chế một hồi cuối cùng tôi cũng nói ra câu này. Phương Cường, người đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sách thường ta tụng thừa kế chín thành ký ức của Phương Đạo Hoa, bao gồm rất nhiều bí thuật. Hơn nữa não lực của ông ta đã trải qua mấy kiếp sống, nhưng vẫn còn một thành ký ức. Ngay từ đầu Phương Đạo Hoa đã thiết định không để lại cho ta. Chẳng hạn bản thân của ông ta đã đi tới tương lai, đó thực sự là do ta tự suy luận ra. Phương Đào Hoa không hề để lại cho ta bất cứ một ký ức về tương lai mà ông ta đã nhìn thấy. Cho nên nói sự kiện quần quỷ giết địa ngục xâm nhập dân thế, ta thực sự đã cố gắng hết sức để giúp ngươi, ngươi đừng có cố hiểu lầm. Nếu nói là hiểu lầm, không chỉ là một việc, đó chính là trong cuộc nói chuyện mấy năm trước với ngươi, ta đã suy diễn, mục đích cuối cùng của Vương Đào Hoa chính là cùng hoàn nguyên đồng quy vô tận. Thành thực mà nói kết luận đó chỉ là một nửa phần mục đích của ông ta. Mục đích trần chính của phương đạo hoa, bản thân của ông ta và hoàn nguyên đồng quy vô tận, chấm dứt mọi ân oán. Nhưng trước đó ông ta đã sắp xếp rất nhiều thủ đoạn. Diêm la tỏa ma trần chính là một trong những thủ đoạn đó. Bàn tay kim loại là thủ đoạn thứ hai và ta là thủ đoạn thứ ba, cũng là thủ đoạn quan trọng nhất. Nói chẳng ra phương đạo Hoa tuy không phải là thánh nhân Nhưng cũng không phải là người xấu Chỉ là ông ta muốn sống tiếp với một phương thức khác Mà ta chính là sinh mệnh diên tục của ông ta Cho dù là trưởng thành với tư cách là một cá thể riêng biệt Nên ta đã biến đổi thành điên y ngưng Nhưng mà điều đó cũng không thay đổi được sự thật Ta tới từ phương đạo Hoa Cũng giống như là ngươi Ngươi và Lâm Danh Nhữ, Thương Long chân Nhân có ảnh hưởng lẫn nhau, cùng nhau đều dựa vào để tồn tại. Liên Y Ngưng thẳng thắn nói rõ ra điều này. Hóa ra sư tôn đã sớm nghĩ tới đường rút lui. Tôi nở ra một nụ cười gượng, bây giờ tôi đã có thể định nghĩa về sư tôn. Sư tôn không phải là thánh nhân mà hy sinh để mà cứu thương sinh. Nhưng sư tôn cũng không phải là ma đầu, chỉ là một người tu hành một lòng hướng đạo muốn thăng thiên mà thôi. Vì cứu mạng cho vương chỉ mai, phương đạo hòa đã hy sinh cuộc đời của mình dưới trọn vẹn một chữ tình. Để dọn đường cho công cuộc tiếp theo của sư tôn là Liên Y Ngưng, cũng đã để dọn sạch sẽ mọi chức ngại vật. Sư tôn đã lựa chọn cùng hoàn nguyên đồng quy vô tận. Cần phải hiểu rõ được rằng, đây không phải là hành động hy sinh vĩ đại chúng mục đích cuối cùng cũng bắt đầu lại với nhau như là một thân phận mới của chính mình ở đó có một sự khác biệt về bản chất cho dù là không ai nói rõ với ai thế nhưng tôi cũng hiểu được một chút một trong những điều kiện để đạt được bạch nhật phi thăng phải là linh hồn hoàn chỉnh nhưng có một tình huống cũng rất thú vị đó chính là sau khi chủ thể của linh hồn bị tiêu diệt vậy phân hồn còn lại thì sao có lẽ nó tự động thừa kế tư cách của linh hồn chủ thể Chỉ cần nó trưởng thành Nó sẽ tương đương với một linh hồn hoàn chỉnh mới Linh y Ngưng là một con người hoàn toàn mới Cũng là một phần hồn thể hoàn toàn mới Cho nên nói ngăn cản con đường của Linh Y Ngưng và Đạo Hoa Chính là hoàn nguyên Linh hồn của cả ngày đều đã biến mất Linh Y Ngưng mới có tư cách lên thẳng cõi trời Mà không gặp bất cứ một trở ngại nào Bố cục mấy trăm năm của sư tôn vương đào hoa công vất xác định như vậy. Mục đích cuối cùng chính là điều này. Thuận tiện thay đổi luôn vận mệnh của vương chỉ mai, sư tôn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Còn tôi xác thực là đội nhi của sư tôn. Trong suốt quá trình này sư tôn lợi dụng tôi là không giả. Nhưng sư tôn cũng tạo ra tôi. Sư tôn có ân đối với tôi, nhưng ân còn lớn hơn cả oán giúp sư tôn đạt được mục đích cuối cùng đồng thời giải quyết hoàn nguyên kẻ đã gây gian tại họa cho thế giới cho dù tôi biết được điều này tôi nghĩ là tôi cũng sẽ đồng ý tiếp tục tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cười khổ nói chẳng trách sau khi sư tôn cho nổ tung vô sắc phủ cùng hoàn nguyên đồng quy vô tận những mảnh linh hồn cùng vũ khí chiến giáp và những thứ thuộc về bọn họ đều bị thu vào diêm la tỏa ra ma trận Hóa ra đó là tài nguyên tu hành mà hắn đã chuẩn bị cho cô. Cũng là một bước đi mà sư tôn đã thiết đạt từ rất lâu rồi. Lúc đó tùy theo yêu cầu của sư tôn mở ra thông đạo thời gian. Chỉ là để thu thập chiến lợi phẩm. Mảnh linh hồn của bọn họ đều có cùng nguồn gốc với cô. Nếu để ngấp thụ được sẽ thành công thêm được nữa. Xem ra cô nói là phải quỳ xuống địa phủ Kỳ thực chính xác mà nói là đi đến Diêm La tòa ma trận trong tòa tháp đen để bế quan tu luyện có phải hay không? Vừa nói xong thì tôi lục tìm pháp khí bàn tay kim loại từ trong ba lô, sau đó thì đẩy sang phía đối diện tròn điên y ngừng. Làm thế nào mà luyện trí sẽ được thứ này? Trong thế giới của tương lai, tham chiếu đến một phương pháp đặc biệt để hạn chế động hành trong tân địa phủ, kết hợp với công nghệ siêu việt của tiểu thế giới quỷ hồn phải hêu tốn vô số thiên tài địa bào mới luyện chế mà được nhìn lướt qua bàn tay pháp khí của kim loại để nghị ngừng vẫn mỉm cười nói bàn tay kim loại cực đế đao và cực đạo giáp đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là thứ phụ trợ trong quá trình tu hành sau này thứ quan trọng nhất kỳ thực đó chính là âm ma bắn trâu thành phẩm trong ba lô của hoàn nguyên Tư giật mình sừng sốt Hóa ra thì quy tắc quỷ dị trong tân địa phủ Lại đóng vai trò như vậy trong thế giới tương lai Phương Cường Người sớm đã cảm nhận được rồi Nếu nói về tu luyện thiên phú của ta quá kém Tấm thân thể này không có tư chất tu hành Nhưng nhất định người không thể biết được Âm à ma châu ngoài khả năng cấp tốc tu sửa thì nó còn có thể nâng cao tư chất tu hành của một người với tiền đề là ít nhất nó phải là giai đoạn bán thành phẩm nhất định hoàn nguyên đã sử dụng một nửa số âm ma châu ngày hôm đó khi thông đạo kết nối với tòa tháp đen được mở ra để thu lấy chín lợi phẩm tôi cảm nhận được trong ba lô của hoàn nguyên chỉ còn lại vỏ của mấy âm ma châu hiệu quả cũng không còn cho nên liên y ngưng lập tức nhìn tôi mà không nói tiếp cô cần âm tùy châu nhất thời tôi đã hiểu ra rồi Liên y ngưng liền gật đầu vui vẻ Không một chút do dự tôi lấy ra tất cả số âm tùy châu Đã cất giữ trong nhiều năm Tôi bỏ vào trong bộ chiếc túi ra rồi đưa cho Liên y ngưng Tôi lại nhẹ giọng nói Lâm Liên đã dùng mấy đồng tiền này Số còn lại này Không biết có thể giúp cho những mảnh cỏ âm ma châu Lại còn nâng cấp lên thành âm ma châu Bán thành phẩm một lần nữa phải không? liền anh ngưng mỉm cười nói số lượng đủ dùng rồi phước cương cảm ơn người tôi lắc đầu rồi đáp chúc cô sớm hoàn thành được ước nguyện sớm có ngày bạch nhật phi thăng lên yên ngưng im lặng một lúc sau đó mới đứng dậy thủ lấy chiếc túi ra cầm bàn tay kim loại lên lên yên ngưng xoay người đi về phía cổ tuyết đặc không biết lúc nào mới ngớt một giọng nói chuyện âm vang lên nhẹ đến tai của tôi thú vật này ta sẽ mang đi Tòa tháp đen là nơi ta bế quan tu luyện Không thành công cũng trở thành nhân Đây là chính vận mệnh của ta Mà ta cứ muốn hoàn thành vận mệnh này Phương ca kiếp này chúng ta sẽ khó gặp lại nhau Hãy giúp ta bìa ra một lý do rời đi Nói với bọn hư khâm. Thế Trầm rái đứng lên không trả lời Lắc lại cái đầu về phía của Liên Y Ngân đã khuất Trong màn tuyết sơi dày đặc tất cả gói gọn trong im lặng cảm nhận được sự dao động của năng lượng lỗ đen ở bên trong mưa tuyết trông giống như một bông thực dược đen bên trong thấp thoáng hình bóng tỏa ánh đen đang bay lơ lửng cảm nhận được sự dao động của năng lượng lỗ đen ở ra trong mưa tuyết trông giống như một bông thực dược đen bên trong thấp thoáng hình bóng tỏa thấp đen đang bay lơ lửng lê Ninh ngưng không nghệ quay đầu lại nhìn mang theo túi già đựng ra âm tùy châu thường bước đi vào trong lỗ đen lối vào của lỗ đen đã biến mất Lê Ninh ngưng cũng muốn mất luôn tôi giữ nguyên từ thế cúi đầu thật sâu một lúc lâu sau tôi mới đứng thẳng người dậy khuôn mặt của tôi đã tràn đầy nước mắt tôi vận động khí công làm nước mắt bốc hơi khiến ra khỏi căn phòng tiều đình bước chân đi trong mưa tuyết mênh mông Đột nhiên tôi cảm thấy rửa mặt bằng nước mưa tuyết đúng là rất sạch sẽ. Đột nhiên tôi điên cuồng cười lớn trong mưa tuyết rơi dày đặc. Tiếng cười của tôi truyền ra rất xa, làm cho vô số âm hồn phải kinh sợ. Được thôi, từ nay tôi sẽ được giải thoát khỏi sư bố cục do sư tôn phương đạo hòa tiết đặt ra. Tôi đã được tự do rồi. Hôm nay là bước ngoặt của số phận điên yên ngưng, cũng là ngày tái sinh của phương cưng tôi. Tất cả mọi chuyện cứ thuận theo chiều gió. Từ nay về sau tôi đã thoát khỏi cái lồng đã đeo bám lấy tôi suốt mấy chục năm. Xem ra như vậy cũng không phải là việc tốt. Không may mà cho đến giây phút cuối cùng, liền Đình Ngừng có ngay bộ mặt. Nhưng cô ấy vẫn rất đáng để tin tưởng. Tôi rất an tâm vì tôi đã không nhìn nhầm liên Y ngừng. Ngay đến đây trong lòng của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cười liên điên cuồng trong cơn mưa tuyết một hồi lâu sau để chỉnh đốn lại cảm xúc. Pháp khí bàn tay kim loại đã bị liên y ngưng mang đi, nó vốn là của cô ta, hoàn bích quy triều gian là đúng rồi. Nhưng tin tức lúc này phải được bảo mật tuyệt đối, nếu không vì đại lão như âm dương chân nhân biết được rằng tôi đã mất đi pháp khí khi hoàn tay kim loại. Cho dù tôi vẫn còn hai bộ xâm là kiếm trận để chấn trường, có lẽ không có gì để đảm bảo trên đảo thượng không có xảy ra mưa máu chi hướng trong một thời kỳ của âm dương chân nhân cũng giống như là hoàn nguyên đều là muốn thống nhất chính tả việc này chỉ có tôi biết nếu không nói ra tôi chỉ có thể giữ bí mật rất lâu kế hoạch đã định tôi bước về phía của tôn thanh điện làm tuyết rơi dày đặc khi mắt của tôi nhìn thấy tôn thanh điện trong đầu của tôi bất chợt lóe lên một tí trước nhất thời một cảm giác kinh hãi bao trùm cả trời đất tôi đứng như trời trầm giữa bừa tuyết sư tôn phương đào hoa có thể giữ chữ một đạo bí thuật thời vĩnh cổ Lại nhận tách ra một siêu cấp âm hồn sau đó chuyển sinh thành đến y ngưng đảm bảo rằng sư tôn vẫn tiếp tục sống với một hình thức biến tướng vậy còn nữ ma đầu hoàn nguyên thì sao Chẳng lẽ là một kẻ xuất thân từ một linh hồn với phương đạo hoa, cô ta lại không thể làm được việc này hay sao? Nghĩ đến đây trong đầu của tôi như bị một đạo xếp đánh trúng. Vài tháng sau tại thành phố Sơn Hải, sở niệm giao và tôi ngồi trên một chiếc xe đặc biệt đến gần sân vận động. Hôm nay một buổi hòa nhạc của các ngôi sao lớn được tổ chức. Tôi và sở niệm giao với tư cách là khách mời lớn nhất sẽ lên đến sân khấu Chúng tôi là ban nhạc nữ hồn tinh sẽ hợp tác biểu diễn ba bài. Đó là ba ca khúc trong phim âm hài loạn tắng đã được phát hành cách đây mấy năm. Ca khúc trong bộ phim cũng đã được doanh thu cao nhất thế giới. Nó giúp cho tôi trở nên nổi tiếng trong giới giải trí. Nhưng tôi vẫn luôn sống rất khiêm tốn, rất nghiêm khi xuất hiện trước mặt công chúng. Cho nên ngay sau khi tin tức tôi dắt tay sở niệm giao cổng ban nhạc nữ hồn tinh hợp tác biểu diễn được chuyển đi, lập tức gây ra một phản ứng rất dữ dội. Gần bãi đầu xe trước sân vận động có rất nhiều nhân viên bảo vệ. Thăm dò đã được một nát lâu, xe sang đắt tiền nối tiếp nhau chạy tới, dàn sao nam nữ tỏa sáng rực rỡ. Trước khi tôi vừa sở niệm giao tới, tất cả những minh tinh có tin tuổi lớn đều đã có mặt. Tôi và sở niệm giao đã được cố tình sắp xếp xuất hiện sau cùng. Lái xe còn được dặn dò phải tới địa điểm muộn hơn 5 phút. Mảnh lưới quảng cáo đã được điều chỉnh ở mức cao nhất. Tôi rút ruột chờ đợi, tài xế từ từ cho xe chạy về phía đó. Mặc dù hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng tôi đang nghe thấy tiếng hò hét điên loạn ở bên ngoài. Không biết có bao nhiêu fan đã đến hiện trường, bọn họ hô vang lên tên tôi và giờ niệm sao tất cả đều vô cùng phấn khích rất nhiều người đã răng lên những biểu ngữ tôi nhìn qua cửa kính xe mà liên tục lắc đầu đại ca chúng ta đều là những người trải qua cảnh tượng xuất hiện trước công chúng rồi đại ca vẫn còn chưa quen sao em gái của tôi sở niệm sao ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của tôi cô tan liền lên tiếng để chế giễu tôi quay đầu trần mắt nhìn sở niệm sao sau đó xoè hai bàn tay bất lực nói ta thật không thích ứng được một lần nữa đại ca sẽ phải chịu sợ điểm giao trợn mắt nên nhìn tôi trong những tiếng cười nói xôn xao chiếc xe đang dừng lại ở chiếc thảm đỏ tôi trình lại bộ quần áo tây trang tối màu trong lòng thầm mắng nhà tạo mẫu tại sao lại bắt tôi mặc một bộ lễ phục như thế này cơ chứ quần áo bò phông chẳng phải tiền lợi hơn sao Người lái xe mở cửa tôi bước ra khỏi xe. Nhất thời không biết có bao nhiêu tiếng đồng tính của máy chụp ảnh. Trước mắt của tôi hoa lên bởi vô số ánh đèn flash. lát. Tôi đưa tay dắt sở niệm dao ra khỏi xe, không nằm ngoài dự kiến, lại là vô số ánh đèn flash tiền tiếp đoán lên. Xe khuôn mặt của sở niệm dao nở một nụ cười chuyên nghiệp. Cô ta khoác lấy cánh tay trái của tôi, tay kia với chào đám đông khán giả vô số tiếng làng hết vang lên đám văn gần như là gạt bay những nhân viên an ninh rồi chạy tới chỗ của chúng tôi người dẫn chương trình cầm micro rồi hét lên một câu gì đó đầy phấn khích tôi rất sợ niềm sao bước trên thảm đỏ từng bước ứng về phía sân cấu đứng trước sân vận động tiếng làng hết tiếng ánh đèn nhấp nháy tôi có ảo tưởng rằng mình đang bị vô số yêu ma quỷ quái bao vây sẽ khó khăn mới điền hết được quãng đường. Nữ chủ trì bước tới, tiếp theo là một màn phỏng vấn. Thậm chí thời gian phỏng vấn còn lâu hơn thời gian phỏng vấn của sở niệm giao gấp 3 lần. Đến khi tôi nhắc nhở nữ chủ trì đã hết thời gian, bây giờ cô ta mới miễn cưỡng để cho tôi đi. Được thôi, một kẻ xuất quỷ trừ ma không hề mềm tay như tôi, vậy mà chẳng có cách gì để đối phó đường với cảnh tượng này chán của tôi đang ra đầy mồ hôi cuối cùng thì tôi cũng bước vượt vào trong phòng nghỉ yên tĩnh sau đó có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã đến thăm viếng biết làm sao được bọn họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí tôi buồn phải nề mặt bọn họ chỉ nói chuyện và chụp ảnh với bọn họ tôi đã có cảm giác giống như đang ở trên chiến trường rồi bạn bè của tôi không ai có mặt bao gồm cả nữ tướng như lai tôi đã yêu cầu bọn họ ở nhà xem tivi. một giờ nữa chương trình mới bắt đầu hầu như tất cả các ngôi sao đều đã đến ái chà mệt chết tôi rồi ta phải đưa tiến một đại đạo diễn đi tôi lên tiếng phàn nàn với sở niệm sao đại ca thể chất của đại ca như thế nào chứ nói mệt thì quá giả vờ rồi sở niệm sao công quốc đồng ý nhưng vẫn lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho tôi lại có tiếng gõ cửa tôi nhếch mép bực bội rồi hỏi là ai vậy xin lỗi đã làm phiền chúng tôi là ban nhạc nữ hồn tinh người bên ngoài bị dọa cho sợ một người vội vàng lên tiếng nói sợ niệm giao cho tôi nắm đấm rồi chừng mắt nhìn tôi cô ta bước tới cười rồi nói thì ra là các cô tới mời vào bên trong sợ niệm giao đích thân ra mở cửa sau đó đội trưởng của ban nhạc nữ hồn tinh dẫn đầu các thành viên trong đội tất cả đều mang bộn vẻ mặt vô cùng phấn khích tôi đứng dậy nhìn quay đầu ra đã mấy năm trôi qua các cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh có vẻ đẹp lên rất nhiều chị nguyễn minh chớp đôi mắt to tròn nhìn trộm tôi phát hiện thích tôi quay đầu nhìn lại cô ta vội vã cúi đầu xuống tay mần mề góc váy bộ rằng rất là dễ thương phổ du tiếu tôn chăn chăn ngư diệu viên hàm khả nghi và phong thư yến tất cả đều có một thần thái như vậy ngay cả đội trưởng quan lạc nhã chồng cũng rất thục nữ tại thời điểm này bọn họ đều đang diễn kịch bọn họ đều muốn để lại cho tôi ấn tượng ban đầu tốt bởi vì chúng tôi cũng coi như là mới gặp mặt lần đầu tiên tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì buổi tổng duyệt bài hát hợp tác đều thực hiện qua video trực tiếp thực sự gặp mặt chúng tôi đối với ban nhạc nữ hồn tinh mà nói đây là lần đầu tiên nhưng đối với tôi mà nói không phải là như vậy xem ra các cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh diễn kịch suýt nữa thì tôi đã phỉ cười những cô nương này trong ký ức của tôi mỗi người trong bọn họ đều mang một vẻ vô cùng cứng rắn trong sự kiện linh dị ở tòa nhà triển lãm tôi đã đồng cam cộng khổ với bọn họ nhưng nhiều nhất bọn họ cũng chỉ là một nam kha nhất mầm, căn bản không hiểu được sự việc. Nói một cách tương đối tôi vẫn là người xa lạ. Trong những năm qua, các cô nương có ban nhạc nữ hồn tinh và sở niệm giao thường xuyên gặp nhau. Đại ca, mau lại đây. Lần trước đại ca đã cùng làm video với người ta. Hôm nay cuối cùng coi như là cũng nhìn thấy người thật rồi. Đại ca thấy thế nào? Những cô nương này rất xinh đẹp phải không? Phong Nhu Yến rất tay Trình Nguyệt Minh quay qua chào hỏi tôi. Tôi vội vàng bước tới tươi cười chào hỏi các cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh. Coi như đã quen biết, kể từng tôi đối với bọn họ vô cùng quen thuộc. Bài ca khúc mà chúng tôi sắp cùng nhau biểu diễn chính là tôi cùng bọn họ cùng nhau sáng tác và quay video, thêm cả guitar điện vào nữa, nếu không tôi biết biểu diễn cái gì đây Hai bên làm quen thường tàn gấu một bài Bàn nhạc nữ hồn tinh bì người đại diện gọi đi Cần chuẩn bị diễn xuất Nghệ sĩ trang điểm, nghệ sĩ trang phục đều tiến vào Giúp tôi và sở niệm giao làm công tác chuẩn bị Mấy tiếng đồng hồ sau trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả Chúng tôi thuận lợi hoàn thành buổi hợp tác biểu diễn Nói thật là phong cách chơi guitar điện điên cuồng của tôi được mọi người hoan hô rất nồng nhiệt. Với đào hành của tôi lúc này, sự khống chế đối với nhà cụ đã lên đến cấp độ đỉnh phong. Hiện trường trực tiếp phát sóng buổi hòa nhạc, tất nhiên đem danh hiệu của tôi để lên một vị trí cao hơn. Tôi và sở niệm giao hào hứng trở về phòng ngủ, nhưng lại gặp được một người mà tôi không ngờ tới. Sư phụ, một cô nữ xinh đẹp bước tới chào hỏi Cổ quất Sao ngươi lại đến đây Không phải ta đã dặn mọi người đều ở nhà xem tivi Người không ở công khai phí Sao lại đến đây làm gì Tôi cảm thấy rất là bất ngờ Sư phụ Xảy ra một chút chuyện Cổ quất nhỏ dòng trả lời một tiếng Mắt đứt nhìn đám nhân viên Bốn phía xung quanh Tôi hiểu được ý của cổ quất Tôi quay đầu lại dặn dò mọi người Đều ra ngoài hết chỉ còn lại một mình sở niệm giao ở lại tiếp theo tôi bố trí một tiểu hực lực trường sư phụ sư phụ xem đã có phải sắp nở rồi cấm lúc này cổ quất mới lấy một vật từ trong ba lô tôi và sở niệm giao đều mở to mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào quả trứng kia không sai thứ mà cổ quất lấy ra chính là quả trứng không rõ lai lịch mà chúng tôi đã lấy được tại ám khu trong quỷ cục ở tòa nhà triển lãm. Đó là một lễ vật do âm hồn hoàn nguyên công chế cao hà tặng cho chúng tôi. Mấy năm qua quả trứng này vẫn luôn do cổ quất cất giữ, không hề quân động tính gì, tại sao hôm nay lại sắp nở ra. Cổ quân cũng biết về lai lịch cổ quái cổ quả trứng này, phát hiện dấu hiệu cô ta vội vàng chạy tới đây. Ý là để cho tôi được tận mắt chứng kiến quá trình quả trứng sắp mở ra. Đại ca, nó hình như là thực sự sắp nở rồi. Sợi điểm giao ngạc nhiên chỉ vào quả trứng đang đồng đậy ngày càng lợi hại hơn. Tôi ra hiệu cho cô quất đặt quả trứng đền trên ghế sofa. Mấy tiếng đồng nhẹ vang lên, quả trứng bị nứt ra một đường, liền sau đó thì phần vỏ quả trứng đã bị vỡ ra. Một vật chỉ to bằng nắm tay lăn ra ngoài, điều cô quái là vừa gặp nó, thứ vật này đã lớn hơn gấp nhiều lần. Ba người chúng tôi hít phải một luồng không khí lạnh, tất cả đều há mồm trợn mắt. Bởi vì thứ nằm trên sofa là một tiểu hài nhi trắng tinh, là một nữ hài nhi. Nữ hài nhi không hề khóc, mà là mở đôi mắt to, một đôi mắt to tròn chăm chú nhìn tôi. Thất nhiên nó nhếch kinh miệng còn chưa có răng nên cười với tôi, đồng thời tương hai bàn tay nhỏ xíu ra. Tôi chấn kinh vội ôm nữ hài nhi lên, Tôi là Cao Hà, là Cao Hà chân chính. Một ý niệm quỷ gì đồng thời truyền đến tâm trí của ba người chúng tôi. Nhất thời tôi như bị chúng phải định thân pháp. Ba người chúng tôi đều đứng yên bất động. Hình ảnh lúc nữ ma đầu hoàn nguyên tử vong lén lên trước mặt của tôi. Một đạo lưu quang xuyên qua kết giới của trận pháp thoát ra ngoài. Hóa ra đó là âm hồn của Cao Hà. Âm hồn thực của cao hà không thực sự bị tiêu diệt, chỉ là hoàn nguyên đem âm hồn của cao hà chấn giữ ở sâu trong ký ức. Điều quỷ gì cũng chính là điểm này, cần phải biết được rằng đạo hồn thể từ thời viễn cổ đã trải qua thời kỳ cao hà, con đường chạy trốn hôn nhân và huyết cốt ma, cuối cùng cũng bị nguyệt hoa đánh trúng, âm hồn bị phân thành hai mảnh. Làm thế nào mà âm hồn của cao hà có thể tồn tại trong một quá trình rất dài và nguy hiểm như vậy. Chỉ có thể nói cô ta thật sự may mắn. Hoàn Nguyên vừa chết âm hồn của Cao Hà lập tức được tự do, phương hướng trốn chạy đi là mang sơn quỷ vực. Lúc đó cổ quân vẫn ở trong khu vực mang sơn Không nghi ngờ gì nữa đảo lưu quang này xông vào trong quả trứng Bất kể là nguyên bản hay bên trong quả trứng đó là gì Âm hồn của Cao Hà cũng đã chiếm lĩnh Đồng thời kích hoạt quá trình sinh đạo trong tận ngày hôm nay, quả trứng cuối cùng cũng đã nở ra. Với hình dạng của một nữ hài nhi, Cao Hà đã xuất hiện trở lại trước mặt của chúng tôi. Cao Hà! Nước mắt của tôi trào ra, cầu quất kinh hãi gần như sắp ngất. Sở điểm giao cũng trong tình trạng tương tự. Tôi ở Trung Hoàn Nguyên, họ được một số bí thuật từ viễn cổ. Nếu cuốn đại vũ Chú thuận cùng với bí pháp truyền thừa của Mao Sơn chỉ có tính chất trường môn mới có thể biết được. Nữ hải nhi đơn đầm thích phóng ra một đảo tin tức tuyệt mật dành cho tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, sau đó thì vui mừng. Nửa năm sau trong cơ vực mang sân quỷ vực, tôi đã tấn phong lên cấp độ lục địa thần tiên đại phiên mãn. Một ngày nào đó mà cốc tìm đến tôi. Lúc này mà cốc đã nghịch thiên sinh trường thành một tiểu cô nương nữ tướng vừa lại lâm khải Phi luôn đọc bên cạnh tôi mà cốc lấy ra xe đài quỳ quan con ta thúc động pháp lực trước màn của tôi và nữ tướng xuất hiện một bộ ảnh tính lập thể trên màn ảnh bộ thanh niên mắt mũi anh tuấn ánh mắt kinh nghị đã thu hút sự chú ý của tôi bởi vì thanh niên này giống như tôi tới bảy phần bên cạnh thanh niên có một con chó con cao lớn hơn người đi theo đó chính là con lai sói thanh sơn đều khiến cho tôi và nữ tướng đều chấn kinh. Quầy vương mông thái đã nhiều năm không thêm bóng dáng. Lúc này hắn ta đang bay lên lửng phía sau lưng của người thanh niên kia. Nhưng không thấy hưởng hưởng đâu cả. Sư đại quỷ quan đào ngược định vị thành công, dị độ không gian kia làm... Thanh niên này chính là tử quỷ, con trai của người, hắn ta đã lớn đến vậy rồi. Có thể thấy tốc độ dòng chảy thời gian của dị độ không gian rất khác nhau so với thế giới nguyên thủy. Mà cốc lên tiếng giải thích, Phật ca chúng ta xuất phát đi, nên đưa bọn họ trở về, nơi tướng kích động nhìn về phía của tôi. Tôi cũng đi theo Thanh Sơn cũng đã giả rồi, tôi muốn đem nó trở về. Mà cốc cùng nhìn về phía tôi rồi mới nói như vậy. Tôi chậm ngâm một hồi rất lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu, nhắn thần ngưng tụ ở trên hình ảnh được chúng ta sẽ bắt đầu vào một hành trình mới thưa quý vị Phần 1 bộ truyền Mau Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.